thì hôm nay chúng ta sẽ làm clip lưu trữ. Thì tôi nhắn tin cho bạn bạn Duyệt thì bạn Duyệt không trả lời. Ạc này hình như là ở server 62, 60 mấy đó. Chút nữa tôi hỏi lại chủ ạc sau. Thì ạc này là 41 triệu lượt chiến chung cụm với lại cụm 60, cụm số ít. Ạc này chắc là nằm chung cụm số ít cũng khá là thọt. Đúng rồi, khá là thọt. Rồi, chúng ta coi về tướng thôi. Đầu tiên coi về tướng. Có chày 1, Kabuto 1, mực 1, Sam 1, mũi 1. Thì ạc này là chơi chay, tôi nghĩ là nhìn khả năng ạc này chơi chay để coi thử nạp nhiều không. Để coi thử nạp nhiều không. Ủa? Ủa nạp cũng cũng à là bình thường à, nạp bình thường à. Rồi, ok. Ạc này Ali, cái tên này đọc không được nha. Ali AI à. Ôi, cái này đọc không được, chịu. Chày để coi thử chày coi, chày có siêu tuyệt kỹ không? Rồi, ok, chày có siêu tuyệt kỹ mà tại sao không lấy chày 2 ta? Ngày xưa dư nhiều vé mà, à không dư lỗi. Rồi, đầu tiên là chày. Wow, mình nhìn đồ chày đẹp quá nha. Lấp la lấp lánh luôn nha, 1,5 triệu công luôn à. Chày nè, thẻ nè. Bạo kích đỡ đòn, HP, sát thương, phòng thủ, tấn công, tấn công. Tấn công, tăng tấn công, tăng tấn công. Thôi, cái tên này Google đọc nó tên là ký tự á, thôi mất công mấy anh em. Rồi tiếp tục, Kabuto. Ôi mày tính ra mấy ông biết không? Cái này tính ra cái người mà người ta ít tướng người ta lại dễ đau đầu hơn. Mấy anh em hiểu không? Ví dụ như ạc này nha, ví dụ như ạc này tôi coi thử ra coi thử còn bao nhiêu vé đen nha, cho dễ tư vấn luôn để coi thử là còn bao nhiêu vé đen. Uầy. Còn 370 giấy đen rồi, ạc này lấy skin là đúng luôn cái này, nhưng mà cái này từ để tôi chơi sau nha, cái này để tôi chơi sau nha. Đầu tiên với một cái ạc tầm trung như thế này là tôi đánh giá là ngon. Mấy ông biết ngon ở đâu nha, mấy ông nhìn vô tôi tại sao tôi đánh giá ạc này là ạc chơi có tâm với lại chơi năng, nói chung là có tư duy. Mấy ông biết tại sao tôi đánh giá ạc này ngon không? Năng tới nơi tới chốn nè, mấy ông nhìn nè. Mấy ông nhìn người ta chơi nè. Lấy con nào, chơi con nào là có siêu tuyệt kỹ con đó và nâng lên 5 sao tím đầy đủ. Mấy ông nhìn đây, mấy ông nhìn cái ạc đây, nhìn cái độ hình chính nhìn đẹp không? Mấy ông nhìn độ hình chính nha, đây độ hình chính nè, mấy ông nhìn đẹp không? Chỉ con Amai này như là không có siêu tuyệt kỹ thôi đúng không? Đúng rồi, không có siêu tuyệt kỹ. Mấy ông nhìn đây độ hình chính nè. Lấy con nào là chơi chắc con đó có siêu tuyệt kỹ, có 5 sao vàng, 5 sao tím con đó. Nhiều ông tôi thấy nâng tàu lao mới lao lắm. Đúng không? Chơi ông là chơi là Sam là 5 sao tím, mực là siêu tuyệt kỹ 5 sao tím, Kabuto là 5 sao tím, chày là 5 sao tím. Nâng con nào là nó ổn định con đó, ok, cộng 1 điểm. Thấy là cái này là một trong những cái mà mấy anh em đáng lưu ý nên học chứ. Tôi thấy có nhiều anh em á nâng ạc xong nào là cứ nâng lên là 4 sao vàng, tôi nhìn nó khó chịu lắm thiệt. Phải như ví dụ như mà 5 sao tím á mà nâng lên không được á thì ok là do phải có siêu tuyệt kỹ, chứ còn túi thiệt 5 sao vàng mà mấy ông không nâng lên nó chê chách lắm. Trừ hai con là con Gokitsu với lại con Borop, mấy ông muốn nâng hay không thì cũng được. Mà vì con Gokitsu là nên nâng lên 5 sao vàng. Để tôi được đó là do tôi dồn đồ tôi nâng con Flash Flash với lại con mực á, tôi nâng không kịp con Gokitsu thôi cho nên tôi mới bỏ thôi. Nếu còn con Borop thì không cần. Nhưng tôi thấy nhiều ông bây giờ mực còn chưa 5 sao vàng, rồi Sam còn chưa 5 sao rồi cứ nâng nửa vời lên 4 sao tím làm gì? Ở xong để đó tôi thấy nó tào lao lắm. Mấy anh em nâng xong, mấy anh em nâng tới nơi tới chốn gì chơi cái cảm giác đồ hình nó đẹp nè. Mấy anh em vô một ngày, mấy anh em vô đồ hình đó, mấy anh em nhìn vô đồ hình của mình nhìn nó đã không mắt không? Nhìn nó 5 sao tím, nhìn nó tím rịm hết, nhìn nó đẹp không? Nhìn nó đẹp hơn hẳn chứ, đúng không? Rồi tiếp theo là vé. Tiếp theo là vé, ạc này là một cái ạc còn sống. Còn sống rất chi là mãnh liệt luôn mà tại tôi chơi này nhưng ủa để dành tài nguyên làm gì vậy? Đúng không? Tự nhiên mấy anh em mua đống rương về xong mấy anh em để đây làm gì? Sao không mở mấy rương này ra là mấy anh em không mở rương này ra để mấy anh em nâng cấp lực chiến nè, cấp nè, thẻ trang bị nè, thẻ mực nè cũng không nâng. Trời ơi, để một đống trong kho như thế này, vàng rồi đồ kim cương mở ra một đống như thế này không, cũng không mở ra để lấy tài nguyên, cô cũng chịu mấy ông luôn. Lương đồ mở ra rương 1,200 rương nâng kỹ năng, 12 cái rương ấn thiên phú 4, rồi một đống thẻ tài nguyên trong đây không chịu mở ra mà dùng hết, chỉ để chỉ một đống trong đây. Tôi cũng không biết mấy ông để làm gì ở đây nữa, để dành à? Để dành à? Mở ra nâng hết rồi chứ. Rồi, ok về tính năng chiến thuật.
Ôi, HP máu tỳ ặc này không cho bút tóc, đồ vũ đầu, đồ vũ đầu. Vũ trang là hồi máu với lại hút máu, ok. Ghét đấu là trị liệu, ok. Ặc này nâng đó, nâng cơ bản như này chứ không biết. Mọi người nhìn nè, mọi người thấy người ta đi cơ bản không? Nhìn nó đẹp không? Mấy anh em nhìn nó đẹp không? Đúng không? Nhìn nhìn vô nhìn nó thuận con mắt không? Nhìn nó cơ bản. Nó đang nói nhưng mấy anh em nhìn nó cơ bản nhưng mà nó mạnh nha. Mấy anh em nhìn cơ bản không? Nhìn rất là cơ bản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Chứ mấy anh em suy nghĩ thì cam đồ thì tím đồ chi cho mệt này, nhìn nè, nâng hai lên nè, bây giờ nâng lên 400 HP nè, tăng sao lên rồi nè đó, tăng sao là kích hoạt lên bộ 2 sao tăng 400 HP nè, thấy hiệu quả ok không nè? Quái nhân đồ hũ đầu, vũ trang hút máu tăng tấn công, ghét đấu là hành động trị liệu lại tăng tỷ lệ trị liệu đó, công nghệ cái này bỏ cho vui hai cái này thôi, cái này là nên bỏ cái cộng năng lượng nha em, rồi tâm linh cái này là bỏ tâm linh bỏ, ủa cái phản đồ ok cái gì cái bỏ tạm thôi, bỏ cho vui thôi cũng được, hai cái này sau này tính sau đó. Mấy em nhìn nhìn cái này nhìn nó đẹp không, cơ bản thôi đó. Nếu mày ặt tầm trung mà sao mà có thể nhiều bằng mấy anh em được, mấy anh em muốn thể nhiều thể cam nhiều chỉ có đi ải đi đồ, mấy anh em có nhiều đi ải đi được chiến cam mới thể đẹp thôi, chứ còn mà chơi mấy cái thể này nâng đều lên nhìn nó vẫn ngon bình thường mà. Ặt CVC cũng tôi cũng lắp y chang như thế này mà, ặt CVC tôi 80 triệu lượt chiến lắp y chang như thế này, chút nữa tôi mở mấy anh em nào muốn coi tôi mở cho mấy anh em coi. Axi 80 triệu lượt chiến tôi cũng lắp y chang như vậy à, mà được có được cái nó 3 sao. Axi 80 triệu lượt chiến là cái này của tôi 3 sao, của anh Kiên á, mà cái của tôi. Cái này cái lam này này là full 3 sao. Và cái anh hùng này là cái trị liệu này là full 3 sao. Tôi trả chơi thì cam cũng trả chơi thì tím. 80 triệu lượt chiến, 86 triệu lượt chiến. Bình thường. Trời, bình thường à. Chứ thật thì đâu, bây giờ lượt chiến 41 triệu sao mà mấy anh em đi vinh dự được. Đúng không? Bây giờ lượt chiến tầm đây 41 triệu mà mấy em được như thế này là ok quá rồi, chứ còn đòi bao nhiêu nữa. Lượt chiến 41 triệu mà như thế này là quá ngon rồi. Chày cao ô tô mực xanh đầy đủ, còn dư vé, đủ vé lấy skin, đủ vé lấy tăng top, còn đủ vé lấy DK. Chơi tà tà để coi thử còn dư mảnh không. Mảnh anh hùng còn dư 2 mảnh nè. Mảnh quái nhân còn dư chắc phải nhiều, mảnh quái nhân còn dư 7 mảnh thì ạc này chỉ cần quay ra lỗi cái là xong rồi. Có gì đâu. Quay ra lỗi sớm là có skin rồi. Tăng tớp cũng vậy, tăng tớp chắc quay chứ còn ra lỗi cái 120 vé ra lỗi cũng có luôn, tăng tớp thấy không, thấy khỏe không? Chơi game mà mấy anh em tính toán, mấy anh em sắp xếp đồ hình đầy đủ nè. Quái nhân nè, là quái nhân có Kabuto nè với mũi nè, đúng không? Quái nhân là có Kabuto với mũi gánh đâm đơn, đánh găm gánh đâm BV nè. Anh hùng là có Sam với lại chày nè, thấy không? Anh hùng là có Sam với chày, chày một thôi, Sam một, chày một, Sam một. Anh hùng là có mũi với Kabuto nè, co là co mực nè, bây giờ mấy ông thấy ắc có đầy đủ không? Cơ bơm có nè, Amai có nè, Tatsumaki có nè, thấy không? Ắc này hình như bỏ Zombie Man hay sao á, đúng không? Bỏ à có Zombie Man. Đấy. Ắc là đi con nào là chắc nịch con đó luôn, nhìn đồ hình nhìn nó đều ghê. Đấy. Rồi, ắc này thì đầu tiên là không có gì để nói hết. Chỉ có chê một cái là tài nguyên để dùng thôi về định hướng tướng. Tướng thì là chắc là mỗi con là đều lấy thức tỉnh một thôi. Chơi tầm trung như thế này là cứ lấy tăng top 1, skin 1 và con DK. Còn siêu tuyệt kỹ thì anh nghĩ là những ạc nông dân á, thì nên để siêu tuyệt kỹ, nên cân nhắc thôi, thế này tôi nên cân nhắc thôi để vé dồn của năm đầu, tại vì có một con hồi sinh trong team và nó đi rất là lâu dài, mấy anh em thì cũng nên có một con cân nhắc, với lại con năm đầu nó đam cũng được nữa, cho nên là suy nghĩ về việc tương lai của năm đầu, còn không thôi là để vé siêu tuyệt kỹ cho con xương rồng, mấy anh em sẽ cân nhắc về hai con đó. Cái này là do mấy anh em tự chọn nha, hai con sau là mấy anh em tự chọn. Một là mấy anh em muốn lấy năm đầu thì nó thiên hướng cho mấy anh em đi PvP nhiều hơn, thiên hướng về phía PvP nhiều hơn, còn con xương rồng thì nó thiên hướng về cả đôi đường về PvE vừa PvP đều mạnh, nhưng mà năm đầu nó sẽ là vẫn là trên hơn nha. Năm đầu 10 điểm xương con đó, lộn, nhầm 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 xương rồng là 10 điểm, còn năm đầu thì không có tầm 7 8 điểm thôi, 7 điểm rưỡi 8 điểm. Xương rồng thì 10 điểm nhưng mà năm đầu thì cũng cỡ tầm 7 điểm rưỡi 8 điểm đó. Tôi chỉ đối với những anh em tầm trung mà còn dư giả vé như thế này thì cái việc bây giờ mấy anh em chỉ cần thắp nhang ngồi cầu ông bà là ra lỗi sớm, chỉ cần quay ra lỗi sớm là ví dụ như ạc này quay một lỗi là có skin rồi, quay 120 vé ra lỗi sớm là có tăng top một rồi, còn dư đóng vé kiểu nào cho lấy được đi cây đúng không, kiểu nào cho lấy được đi cây, còn ạc này bỏ năm đầu luôn cũng được, lấy con xương rồng luôn thì ngon đấy đó. Cho nên là ạc
rồi, tôi thấy mấy anh em khi mà tôi vô thấy mấy anh em khi mà mấy anh em chơi tầm trung á mà ngang ngang lượt chiến với tôi, mà khi mà thấy ạc mấy anh em như thế này á, nhìn đã lắm, nhìn vũ ạc đã lắm mấy anh em, nhìn mà tự nhiên mấy anh em khi mà mấy anh em vô ạc mấy anh em chơi tự nhiên nhìn cái ạc mà nó full 5-6 tiếng ít, nhìn nó sướng lắm đấy mấy anh em nhìn sướng lắm đấy không, chứ cần chứ không phải là vô mấy cái ạc mà chơi siêu và cũ xong vô lượt chiến 120 triệu lượt chiến xong 150 lượt chiến xong rồi nhìn nó chán lắm. Đúng không, là chơi mới nhìn mấy anh em này, mấy anh em chơi mấy anh em đồng ý là yếu, chơi trong cái server này nha, chơi trong cái cụm server mấy anh tôi thiệt nha, cái cụm server 62 này á, cụm 6x, tôi nói là cụm 6x này là rất là khắc nghiệt, thiệt cực kỳ khắc nghiệt trong cái cụm này luôn, là cái cụm này chơi BK cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà mấy anh em sống trong cái cụm này mà mấy anh em chơi được đó thời điểm này và chơi với mấy anh em đúng không, là đội hình khá là ok, đều nhìn thấy mỗi con đều có siêu thì kỹ hết là tôi thấy vui nè. Chắc hầu như là ạc này đời cũ là nạp 400.000 mỗi tháng, nạp đều luôn á, nạp đều mới có dư vé siêu tuyệt kỹ như thế này. Mỗi cái siêu tuyệt kỹ nè, Sam có siêu tuyệt kỹ nè, Mực có siêu tuyệt kỹ, Kabuto có siêu tuyệt kỹ nè. Nói chung là đều. Nói chung là ạc này chỉ cần lấy tương lai đều mỗi tướng là ok được rồi. Nhưng mà cái tối kiểu điều nhất đừng có tích tài nguyên. Trời ơi mấy anh em để tài nguyên đồ làm gì? Trời ơi để mảnh vạn năng đồ mấy này để làm gì vậy? Để coi thử tích được bao nhiêu mảnh vạn năng rồi. Để coi thử tích được bao nhiêu mảnh vạn năng rồi. 74 đồ xài hết đi, trời ơi, đồ đóng đồ cũng nâng luôn. Ba bộ bạn vĩ hỏa lực. Đúng không? Đây nè, móc nạp thì mới nạp chắc không có mấy triệu à. Anh ơi, ở trong đó có cái thỉa đặc biệt ở chỗ con tăng top, anh giải thích giúp em. Ok, đó, ok em. Đó mấy ông khi mà tôi làm clip đu chữ, mấy ông coi like dưới này nè, mấy ông cần giải thích cái gì đó, chủ đặt là người ta nhắn Facebook ra cho tôi là giải thích chỗ con tăng top nha, thì tôi qua đặt tôi giải thích như thế này luôn nè. Đó, khi mà làm clip lưu trữ mấy anh em chịu khó là mấy anh em tương tác với tôi nha. Rồi cái thỉ này thì dễ quá, trời ơi thỉ này ngon, hồi miễn sát thương thêm, miễn sát rồi từ miễn sát thương tưởng nó tăng sát thêm đây, cái thỉ này tăng bạo kích đúng không? Ok anh sẽ giải thích cái cho em này, cái thỉ này là mấy anh em thấy nhiều nhất đối với những người chơi đam, khi mà nhân vật của mấy anh em gây sát thương bạo kích là ví dụ như nó gây 100% sát thương bạo kích thì cái nó sẽ nổ thêm một cái đam nữa, nó sẽ nổ thêm một cái đam nữa là bằng 60% sát thương của bạo kích. Đây tôi mở cho mấy ông coi, đi BK luôn cho mấy ông thấy, đây đi BK luôn cho mấy ông thấy là mấy ông biết liền à. Đây không biết là nó có bạo kích hay không, nó kiếm cái ải nào mà nó yếu và còn tăng tớp nó quýnh á. Đây. Đây nha. Rồi ok nha. Nó nghĩa là khi mà mấy anh em gây sát thương bạo kích á là nó sẽ nổ thêm cho mấy anh em một cái lần đam nữa, mà cái lần đam đó là bằng 60% sát thương bạo kích khi mà mấy anh em gây ra. Đó, tôi giải thích vậy đó cho mấy anh em dễ hiểu. Đây để x1 thôi, để x1 thôi cho mấy anh em dễ coi. Đấy. Sao mà tăng sát thương bạo? Ông tào lao nữa, ông giải thích là sao mà tăng sát thương bạo, làm gì tăng sát thương bạo? Nó là gây sát thương. Tăng sát thương bạo, ông giải thích tào lao, ông giải thích vậy là nhiều thằng nó vô nó ngồi nó cắn ông mà tôi không bên nổi đâu nha. Ông giải thích vậy là ông giải thích sai đó. Có nghĩa là khi mà ví dụ như mấy ông gây 100 sát thương bạo kích thì khi mà mấy ông gây sát thương bạo kích đó xong, cái dòng hiệu ứng nó kích hoạt á, nó sẽ nổ thêm 60% của 100 cái sát thương bạo kích đó. Trời ơi, kêu mà sao kêu mà ông kêu tăng sát thương bạo được, ông giải thích gì là tào lao á. Đây nè, đây là mấy ông khi mà coi hút vô nè, đây cái hút vô nha. Biết nó có bạo hay không nữa. Đây bạo kích nè, khi mà bạo kích đúng không? Nó nổ thêm cái nè. Đó, đây nó nổ nữa. Nè tu lại video nha mấy anh em coi nè, đó tu lại cái đoạn video nha. Là mấy ông tu lại cái video đó, mấy ông coi khi mà con tăng tốp nó gây sát thương không là nó nổ thêm một cái nhỏ đó, mấy anh em coi lại nha. Mấy anh em thấy chưa? Mấy anh em nào coi trên video á, mấy anh em nào coi trên video là khi mà con tăng tốp nó gây sát thương xong thì nó sẽ nổ thêm một cái đó nữa. Thì đó là cái sát thương của cái thỉ hiệu ứng đặc biệt đó. Ok chưa? Không, không phải là sai, mình phải hiểu. Cái này mấy anh em, cái này là tôi không có chơi trách ông Hùng Dương nha. Nhưng mà khi mà cái này cái thỉ tính năng đặc biệt này nó có hai loại lận.
trong cái dòng ẩn của trang bị á, thì nó là tăng sát thương. Trong cái dòng ẩn của trang bị á, thì nó là tăng sát thương. Còn thẻ á, là cái đam bạo kích nha, thẻ là đam bạo kích. Còn cái ông nói là trong cái thẻ của cái trang bị ẩn á, dòng ẩn của trang bị á, còn mà cái này là của cái thẻ trang bị với các thẻ trang bị nó khác nha. Đó thì mấy anh em coi mấy anh em hiểu ok chưa Duyệt ơi, hiểu chưa? Đó này là đó, khi mà mấy anh em tư vấn ngặt là đó, mấy anh em phải ngồi tương tác với tôi nè, xong rồi mấy anh em hỏi tôi trả lời với mấy anh em những khúc mắc mà nó gọi là những ấm ức mà mấy anh em không hiểu được. Không, cái bi là nó khác, con bi là trời ơi mấy anh em ơi, là mấy anh em hiểu vậy nè, ví dụ như là gì nè, ví dụ như đây đúng không, bây giờ tôi giải thích xong mấy ông đừng có ngồi mấy ông tưởng tượng nữa. Bây giờ mấy ông gây 10 đam thì khi mà mấy ông gây sát thương 10 đam đó, đâu gây 100 đam, tính 100 đam cho nó dễ đi. Khi mà mấy ông gây 100 đam, cái đam đó là đam bạo kích, mấy ông sẽ gây được 100 sát thương bạo kích, thì cái thẻ đó nó sẽ cho ông là 1% của cái nổ thêm 1% của cái tổng đam bạo kích đó nữa, là mấy ông sẽ nổ thêm được là một đam đó nữa, là cái của con tăng tốp nãy khi mà nó gây đam đó. Này tôi quýnh lại cho mấy ông coi và tôi mở lên cho video, tôi dừng lại cái video cho mấy ông coi nè. Không, cái này tôi đang quay clip lưu trữ mất rồi, tôi không có dừng lại cho mấy ông được. Mấy ông tu lại cái đoạn đó mấy ông coi. Đây tôi thử lại thêm một lần luôn cho mấy ông coi nè, mắc công quá. Cái clip lưu trữ này nó sẽ hơi dài một xíu nha, nhưng mà giải đáp cái thắc mắc của các bạn này, bạn gửi cho tôi cái ạc là bạn thắc mắc là cái thẻ này sử dụng sao thì tôi hướng dẫn cho bạn sử dụng cái thẻ đó nha. Đấy. Nào mấy anh em coi kỹ nha, tại vì tôi đang làm clip lưu trữ, tôi không có dừng cái clip của bạn lại được. Tôi dừng lại clip thì mất công tôi ghép lại, tôi mới quay cái nổ xương xét. Đúng rồi, nó nổ thêm bằng 60% bạo kích. Không, nó nổ thêm bằng 60% cái sát thương bạo kích trước đó, ghi cho đúng. Nổ thêm bằng 60% sát thương bạo kích của cái ông gây ra trước đó. Đây nè, đang ít một nè, đây nè. Nổ thêm bằng 60% sát thương bạo kích của cái tổng sát thương bạo kích anh em gây trước đó. Nó phải cho đúng. Nhưng mà phải bạo nghe. Nhưng mà phải bạo nha mấy ông nha, đủ nếu bạo là nếu nổ rồi đó, nhưng mà phải bạo nha. Bạo là nó mới nổ, không bạo là nó không nổ rồi đó. Phải bạo nha, tôi nói trước là phải bạo nha. Không bạo là nó không nổ đó, đây nè. Phải bạo nha. Đó, bạo kích nè, đó, bạo kích này đúng không nè, nó nổ thêm cái nè. Con kia chết mẹ rồi. Con bay nó chết rồi nó đéo nổ. Con bay nó chết rồi đéo nổ, để kiếm con nào mạnh hơn cái hả? Đồ vãi cứt thiệt. Để tôi kiếm cái con nào nó mạnh hơn cái hả mấy ông à. Để tôi kiếm cái con nào nó mạnh hơn cái hả. Tôi sợ mấy cái ấy là trên cao quá, quýnh nó chết con boss đó chứ. Ờ có con mực mà chết sao được, có con mực mà chết sao được. Đây đây đây, con này trâu hơn nè, mấy con này nó trâu hơn nè. Điều kiện là phải bạo nha. Thì khi mà nó gây sát thương bạo kích thì nó sẽ nổ bằng, nó nổ thêm một lần đam nữa bằng 60% sát thương bạo kích cái mục tiêu gây ra. Đó, nó vậy thôi. Để tôi nhanh cái độ này cái. Rồi ok mấy ông coi cái đoạn này biết là đủ con tăng tớp hút vô con ra ru nó có chết luôn không ta. Bảo đi, bảo mất công làm đi làm lại. Rồi điếu bạo mấy ông mà, điếu bạo. Cái này nó không bạo rồi, đó nó nổ thêm một lần nè, đó nó nổ thêm một lần đam nhỏ nhỏ đó là được. Thôi để tôi qua, tôi con tiết con chày cho mấy ông coi. Đây ạc này đang làm clip lưu trữ, tôi qua tôi có cái hơi thị đó tôi tiết con chày cho mấy ông coi rõ hơn. Ạc này đang làm clip lưu trữ mới công tiết nhiều, nó bị kéo dài thời gian á. Rồi, ok ha, thì đó là những lưu ý của bạn Duyệt. Bạn gửi cho tôi thì thông tin rồi bạn thắc mắc cái gì đó thì tôi giải đáp hết cho bạn rồi đó. Đó, bạn gửi cho tôi lâu lắm rồi, bạn gửi cho tôi từ ngày 2 tháng 7 rồi nhưng mà tôi quên mất. Tôi quên mất là tôi chưa có vô ạc, hôm nay bạn nhắn tin lại tôi làm.